Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 16 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghe báo cáo phương án xử lý, bố trí nguồn vốn được Chính phủ đề xuất Quốc hội cho kéo dài thời gian thực hiện đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017 Quốc hội 14 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Trong hai nội dung được Chính phủ đề xuất điều chỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Đối với việc bố trí nguồn vốn cho dự án, do khoản tiền hơn 2,5 ngàn tỷ đồng đã bị hủy dự toán không còn nguồn để chuyển nên Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, nghiên cứu phương án cụ thể và có tờ trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại buổi làm việc, đại diện các bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã thống nhất với phương án sẽ bố trí nguồn vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để bổ sung cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thống nhất với phương án này, đồng thời yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến sử dụng nguồn vốn này theo đúng quy định pháp luật. Đối với bộ GTVT, cần nhanh chóng hoàn thành tờ trình, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bởi trong nguồn vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng của dự án được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện có hơn 966 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cũng theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, nếu Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 bổ sung cho dự án thì do được bố trí vốn vào tháng 12 năm 2023 nên tỉnh Đồng Nai sẽ được kéo dài thời gian thực hiện đối với nguồn vốn này đến hết năm 2024. Tất cả các nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động trong thi công dự án giao thông. Nếu nhà thầu nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Đây là thông điệp cứng rắn vừa được Bộ Giao thông Vận tải gửi tới các nhà thầu dự án. Thông điệp này được thể hiện trong công điện về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông Vận tải gửi các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Cụ thể, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào công trình, biện pháp thi công, chất lượng thi công và công tác nghiệm thu hạng mục công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Đồng thời, những đơn vị trên cũng phải kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Ngoài ra, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng có trách nhiệm kiểm tra, chấp thuận, phê duyệt nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng. Đối với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu phải được kiểm định kỹ thuật an toàn, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng. Đặc biệt, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận, trong đó, nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và được giám sát bởi cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cắt cử. Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, trong trường hợp dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu hay chậm trễ trong việc xử lý vi phạm về chất lượng công trình và công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường thì người đứng đầu chủ đầu tư và ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và pháp luật đối. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư ban quản lý dự án chỉ đạo tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo quy định. Chiều ngày 31 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khởi công nhà ga hành khách và đường băng, bãi đỗ tàu bay cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành. Đây là sự kiện đánh dấu việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi đầu cho việc tăng tốc xây dựng siêu dự án sân bay Long Thành.
Từ năm 2018, Đồng Nai đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Hơn 5.500 hộ dân trên địa bàn 6 xã của huyện Long Thành phải di rời khỏi nơi ở cũ để nhường đất thực hiện dự án. Đây được xem là cuộc di dân lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như cả nước. Sau 5 năm bắt tay vào công tác thu hồi bồi thường tái định cư dự án sân bay Long Thành, đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã cơ bản về đích công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, thực hiện thi công các gói thầu tiếp theo của sân bay Long Thành. Tại buổi tổng kết và tổ chức bàn giao công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành và dự án hai tuyến đường kết nối sân bay, hàng trăm cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã phần nào nhẹ nhõm khi hoàn thành phần việc được đánh giá là nhạy cảm và đầy thách thức này. Ông Nguyễn Trần Thành, trưởng ấp Suối Chầu 1, xã Suối Chầu Cũ, huyện Long Thành, nhớ lại thời gian đầu anh em trong tổ, ngày nào cũng đi gõ cửa từng hộ dân để vận động họ di rời. Ông nói công việc khó khăn, dịch Covid-19 diễn ra, trời mưa, đường sình lầy, nhưng ai cũng cố gắng quyết tâm vì sợ trễ tiến độ, ảnh hưởng dự án lớn. Từ tháng 6 năm 2019, tôi cùng anh em bắt đầu đi tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân nhường đất xây dựng sân bay. Ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, có những thời điểm đi cả buổi tối để gặp được người dân. Sau khi trình bày dự án lớn, người dân trong ấp đa số đều đồng thuận. Tuy nhiên, còn một số hộ do chưa có đất tái định cư, vướng mắc chính sách nên vẫn chậm bàn giao, ông Thành chia sẻ. Ông nói thêm, có những nhà tôi đi 8 đến 9 lần người dân mới đồng ý, có lúc anh em bị người dân cáu gắt, tỏ vẻ khó chịu nhưng đành cười trừ bỏ qua vì đại cuộc. Người trưởng ấp này kể, giai đoạn khó khăn nhất là năm 2021 khi dịch Covid-19 căng thẳng. Thời điểm đó hầu hết thành viên vận động đều nhiễm, thế nhưng khi khỏi, anh em lại bắt đầu đi gõ cửa từng nhà để thuyết phục, đảm bảo tiến độ di rời của tỉnh. Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành cũng kể lại quá trình đi vận động bà con di rời rất gian nan. Có nhiều hộ đồng thuận nên công tác bồi thường rất nhanh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chúng tôi phải gặp nhiều lần, thuyết phục, vận động, giải thích quy định đền bù, ý nghĩa của dự án mang lại. Nhiều hộ dân không hài lòng với giá đền bù nên thời gian đó rất nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian. Dù khó khăn vất vả đến đâu, huyện cũng quyết tâm thuyết phục, hỗ trợ người dân khi không còn phương án nào mới nghĩ đến quyết định cưỡng chế, ông Tiếp nói. Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trước đây tỉnh đã thực hiện nhiều dự án giải phóng mặt bằng, nhưng với dự án sân bay Long Thành là dự án lớn, đầy thách thức, quy mô diện tích đất thu hồi lớn, dự án được quy hoạch thực hiện kéo dài hơn 13 năm là những thách thức cực đại mà Đồng Nai phải đối mặt trong quá trình thực hiện. Đến nay, công tác thu hồi, bồi thường, tái định cư cơ bản đã hoàn thành. Đồng Nai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với áp lực và trách nhiệm lớn. Đây là công việc phức tạp, nhạy cảm. Các bộ phận ban ngành từ tỉnh đến huyện luôn chịu áp lực về tiến độ thực hiện dự án, áp lực sợ sai sót trong quá trình thực hiện trước cơ quan thanh tra, kiểm toán. Ông Phi chia sẻ và cho biết, có giai đoạn sau các cuộc thanh tra, nhiều cán bộ gửi đơn xin nghỉ vì áp lực quá lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ bản tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đó là sự cố gắng của cả tập thể. Theo ông Phi, dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành có diện tích thu hồi hơn 5.000 ha, trong đó diện tích đất để xây dựng sân bay là gần 5.000 ha và đất xây dựng hai khu tái định cư bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án là hơn 360 ha. Năm 2007, dự án sân bay Long Thành được quy hoạch. Tháng 6 năm 2015, Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng sân bay Long Thành. Đến năm 2018, Đồng Nai chính thức bắt tay vào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành. Là người theo sát công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai, cũng đánh giá dự án sân bay Long Thành có quy mô thu hồi đất lớn nhất tỉnh Đồng Nai cũng như của cả nước từ trước đến nay nên tính chất công việc phức tạp hơn. Từ khi quy hoạch đến khi chấp nhận chủ trương đầu tư là hơn 13 năm, nên khi bắt đầu giải phóng mặt bằng, nguồn dữ liệu đất đai và hiện trạng đất trên thực tế có hàng loạt sai sót. Những trường hợp hồ sơ có sự sai lệch giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất, việc giải quyết rất tốn nhiều thời gian. Mỗi hồ sơ như vậy mất từ 8 tháng đến 1 năm, trong khi tiến độ giải phóng mặt bằng rất gấp rút. Đồng quan điểm với ông Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành Lê Văn Tiếp thừa nhận các dự án bình thường, công tác đền bù giải phóng mặt bằng chỉ thực hiện khoảng 14 bước, còn ở dự án sân bay Long Thành, do dữ liệu đất đai cũ nên phải thực hiện đến 20 bước để đảm bảo chính xác, chặt chẽ. Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã lập riêng website, tổ công tác riêng chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dự án sân bay Long Thành.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã huy động nhiều cán bộ các sở ngành liên quan hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Long Thành trong quá trình triển khai thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, Cà phê Len TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Len TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!